áng mây bồng bềnh trôi giữa những triền núi. Vạt nắng xuân vàng óng ả trên các thửa ruộng bậc thang. Hoa đào, hoa mận, hoa lê đua nhau khoe sắc, lộc xanh mơn mờn điểm tô những giọt sương sớm ban mai, tạo nên một bức tranh vùng cao thật huyền ảo, quyến rũ. Chính vẻ đẹp mộc mạc hoang sơ, cộng với sự thân thiện ấm áp của người dân sở tại, lại là thứ níu chân lữ khách đến với vùng cao của tỉnh Tuyên Quang. Vào mùa này, Hồng Thái như được phủ lên mình một màu trắng của hoa lê, nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, cộng thêm điều kiện khí hậu mang sắc thái của tiểu vùng cận ôn đới. Cây lê đã được xã Hồng Thái đưa vào trồng nhiều năm trở lại đây, không chỉ là cây trồng chủ lực của người dân trong phát triển kinh tế, mà mỗi khi mùa hoa lê nở lại tạo nên một Hồng Thái rất riêng biệt. Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách ở Hà Nội, cùng với mấy người bạn vượt chặng đường gần 300 km để đến với Hồng Thái, chỉ mong muốn được ngắm hoa lê đang mùa nở rộ. Đặt chân tới mảnh đất vùng cao này, trước khung cảnh nên thơ, con người mến khách, bao mệt mỏi của chặng đường dài bỗng như tan biến. Rừng hoa lê là rất là đẹp. Mà khi tôi đến đây thì tôi cảm nhận được con người là rất là thân thiện. Và những ánh mắt vừa nhìn tôi rất trìu mến và cũng chăm sóc chúng tôi và hướng dẫn chúng tôi về nơi nghỉ, ăn uống. Rồi là sáng hôm sau chúng tôi thức dậy sớm và được chủ nhà chăm sóc rất là tốt. Thế chúng tôi cùng nhau lên trên này và cảm nhận được cái không khí trong lành và con người thì rất là thân thiện, yêu quý. Chúng tôi hy vọng rằng là sẽ có một thời gian nào đấy chúng tôi sẽ lên thăm lần rất là nhiều lần và chúng tôi sẽ về Hà Nội, chúng tôi sẽ quảng bá chương trình cảnh hoa lê, phải nói là tuyệt vời. Đường từ Hà Nội lên Tuyên Quang cũng hơi xa nhưng mà chúng tôi đi rất là vui vẻ, vừa đi vừa ngắm cảnh đến Hồng Thái. Tôi thấy đầu xuân mà được lên trên này mà ngắm cảnh hoa lê như này thì chúng tôi rất là thấy hạnh phúc. Dưới làn mây trắng bồng bềnh, Hồng Thái như khoác trên mình tấm áo mới của nàng xuân. Hoa lê nở rộ nhất từ khoảng giữa tháng 1 đến trung tuần tháng 3. Không chỉ có hoa lê, Hồng Thái còn có những thửa ruộng bậc thang, những đồi chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Hồng Thái đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai mong muốn được du lịch trải nghiệm, khám phá. Thực sự là rất ngỡ ngàng và không nghĩ là ở trên một cái vùng xa mà lại có một cái phong cảnh quá tuyệt vời so với những cái vườn lê mà trên truyền hình hoặc là những vườn hoa ở các nước bạn, thì tôi thấy đây là một cái nơi rất đẹp và rất đáng để thu hút khách du lịch. Mình lên đây thì mình thấy phong cảnh nói chung là thực sự là cái không khí nó trong lành, người dân thì thân thiện và mọi người đây rất nồng hậu. Và lần thứ hai lên đến Na Hang thì lần này đường đi rất dễ, nên là tôi nghĩ là một cái điểm đến rất lý tưởng, nó không xa quá với thành phố mà dễ đi. Mình hy vọng là sau này Na Hang và nhất là xã Hồng Thái sẽ là một điểm đến của rất nhiều người. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đại hội Đảng bộ huyện cũng định hướng phát triển du lịch là một trong những trọng tâm. Xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch để phát triển du lịch bền vững. Thì hiện nay là mới manh nha trong quá trình phát triển đấy, du lịch ấy, còn xã cũng cùng với người dân còn phải học hỏi nhiều về cái cách tiếp thị rồi là cách quảng bá hình ảnh. Ngoài những cây lê thì xã còn có vùng chè và trong tháng 10 ấy thì có thêm cái phần ruộng bậc thang là cũng là một điểm để du lịch và kết hợp với lại dù lượn. Đảng ủy xã thì đã tuyên truyền đến người dân cách thức để làm du lịch để tạo khuôn viên
Cũng như thu hút khách du lịch, huyện Lâm Bình đang tập trung nhiều giải pháp phát triển du lịch như phát triển và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, hướng dẫn người dân làm du lịch một cách bền vững, đặc biệt tạo cảnh quan đẹp để níu chân du khách khi đến với huyện vùng cao này. Đây là một cái vùng huyện miền núi mới thành lập, nhưng mà mình đến thì mình thấy nó chả kém gì miền xuôi cả, và thậm chí có nhiều chỗ còn đẹp hơn. Mình rất có ấn tượng với lại phong cảnh hữu tình ở đây, con người thân thiện, đi cả ngày mà không thấy mệt, chỗ nào cũng thấy hữu tình, chỗ nào cũng thấy đẹp. Mình rất cảm ơn mảnh đất Lâm Bình. Và rất may mắn là hôm nay đi cùng với đoàn một số anh em ở Hà Nội lên mảnh đất này. Và cảm nhận của tôi là có thể nói là cái khung cảnh ở đây thì phải nói rất là đẹp. Mà thực sự là đi trên cái hồ Na Hàng ấy, thì phải nói là cái vẻ đẹp ở đây được coi như là vẻ đẹp là không phải niềm tự hào của Tuyên Quang mà của cả nước. Và với một cảnh đẹp như vậy, với một cái mảnh đất truyền thống cách mạng và những con người ở đây, thì tôi tin tưởng rằng là mảnh đất này sẽ thu hút được rất nhiều người, không phải chỉ ở trong nước mà bạn bè quốc tế. Không chỉ được ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, du khách còn được thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc vùng cao. Đặc biệt là xôi ngũ sắc và bánh trứng kiến của huyện Lâm Bình được lọt 100 món ăn đặc sản quà tặng Việt Nam. Để tạo nên cái món xôi ngũ sắc của người Tày, đầu tiên thì chúng ta cần có gạo nếp trước. Gạo nếp thì những hạt to tròn và đều. Và thứ hai thì là chúng ta sẽ dùng những cái lá cây của địa phương, lá xôi cơm của người Tày. Lá xôi cơm của người Tày thì có lá màu đỏ, lá màu tím. Còn màu vàng thì chúng ta sẽ tạo ra bằng củ nghệ. Củ nghệ thì giã, sau đó lọc lấy nước và để ngâm gạo. Và còn màu trắng thì vẫn giữ nguyên, màu xanh thì sẽ dùng lá dứa, lá cốt của lá dứa giã xay nhuyễn, sau đó chúng ta dùng lá cốt của lá dứa đấy là để ngâm tạo thành màu xanh. Đây như chị đã thấy, ở đây là đã có đầy đủ 5 màu rồi đấy ạ, xanh, đỏ, tím, vàng, trắng. Xôi ngũ sắc là món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở huyện Lâm Bình. Trong quan niệm, xôi ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Không chỉ là món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, món xôi ngũ sắc cũng là món ăn đặc trưng được du khách lựa chọn trong thực đơn khi tới huyện vùng cao Lâm Bình. Được làm từ bột nếp với lớp nhân bằng trứng kiến đặc sản của vùng cao. Trứng kiến sau khi rửa sạch cho lên chảo phi với thịt heo xay, hành khô, lạc rang giã nhỏ và một ít lá kiệu, gia vị không thể thiếu của món trứng kiến. Đặc biệt là bánh trứng kiến phải được gói bằng lá và một loại cây rừng bản địa, là một trong những món bánh độc đáo của người Tày. Có vị mùi ngậy của lá và quyện với lớp vỏ gạo nếp xèo thơm và lớp nhân trứng kiến đậm đà, mang đến hương vị khá độc đáo. Món bánh trứng kiến này là về các ngày lễ Tết của dân tộc ấy thì là không thể thiếu được ở trong các bữa ăn hàng ngày của cái ngày lễ ngày Tết. Và những cái khách du lịch mà đi tới đây ấy, là cũng lấy để làm quà này cho các bạn bè, gia đình, người thân. Tôi và bà con cũng rất là tự hào về cái bản sắc dân tộc. Xôi ngũ sắc và bánh trứng kiến là món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở huyện vùng cao Lâm Bình. Cả hai món ăn này
đều làm từ gạo nếp của địa phương, nên hương vị rất riêng của vùng miền. Đây cũng là món ẩm thực được nhiều du khách lựa chọn khi đến với mảnh đất Lâm Bình. Đến Lâm Bình, không thể không đến xã Thượng Lâm, một trọng điểm du lịch của huyện vùng cao Lâm Bình. Ở đây, ngoài du lịch homestay, chúng ta bắt đầu hành trình khám phá các thắng cảnh Cọc Vài, Thác Quẩy Nhi, làng chài Phúc Yên. Hiện nay, nhiều làng homestay ở Thượng Lâm phát triển khá mạnh như Nà Tông, Nà Đông. Để đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ du khách, các hộ làm homestay ở Thượng Lâm có dịch vụ cho thuê thuyền máy, thuyền kayak, xe đạp địa hình, cưỡi ngựa và nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư xe điện để phục vụ đưa đón du khách. Làm sao phục vụ khách đến đây ấy, thì tôi nghĩ ra là tôi sẽ là mua cái xe điện để phục vụ khách đến đây để tham quan trải nghiệm và cái nơi du lịch ở trên Lâm Bình. Và cái mua xe điện đấy nó sẽ là thân thiện về môi trường, về cái cảnh quan, và mọi du khách đến đây nhất là thích thú và muốn đi. Lượt nào khách đến đây cũng là phải đi cùng xe điện và đi tham quan trải nghiệm cái khu vực cảnh quan trên Lâm Bình. Những cành cây đang đâm chồi nảy lộc, những vườn cây ăn quả đang mùa đơm hoa kết trái, những bản làng tràn ngập tiếng cười vui. Tất cả như tạo nên một hương sắc riêng biệt của huyện vùng cao đang từng ngày đổi mới.